Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Mến chào tất cả quý vị các bạn. Sáng hôm nay bây giờ là tầm 10 giờ sáng nha quý vị. Hiện tại thì hai vợ chồng Kiên đang có mặt ở bên chùa Tuệ Quang, ở bên phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức nha các bạn. Hôm nay qua đây thì hai vợ chồng Kiên thứ nhất là mình đi chùa ngày rằm mùng 1. Thứ hai nữa là mình ở đây có một cái buffet chay miễn phí dành cho tất cả mọi người, nên là hai vợ chồng Kiên muốn đi để mình lan tỏa cái buffet chay ở đây, để nhiều cô chú nếu mà chúng ta có ở gần đây thì chúng ta đến chúng ta thưởng thức buffet chay ở đây ha. Thì Kiên mới vào gửi xe xong ha. Bây giờ thì Kiên sẽ mời quý vị các bạn chúng ta hãy cùng sang chùa để xem là buffet chay ở đây nó như thế nào và giờ giấc như thế nào ha. Rồi, Kiên mời quý vị các bạn ha. Rồi, quý vị ơi, hiện tại thì hai vợ chồng Kiên đang có mặt ở ngay trước cổng chùa Tuệ Quang nhá. Bên này là có buffet thiền chay nha các bạn, buffet thiền chay. Ở đây thì có chùa có tổ chức vào ngày mùng 1 này, ngày 15 này hàng tháng ha. Dạ, bây giờ Kiên sẽ mời quý vị chúng ta hãy cùng vào bên trong ha. Đây quý vị các bạn, đây là Thiền viện Tuệ Quang nhé, nằm ở số 13 đường Linh Trung, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức nhé. Ở đây là có buffet thiền miễn phí, dùng buffet chay trong sự nhẹ nhàng và im lặng. Đó, thời gian thì từ 10 giờ 30 đến 12 giờ, tổ chức vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng ha quý vị ha. Đó, thì ở đây chùa có thân mời quý Phật tử, bà con láng giềng đến cùng dùng cơm. Đó, thì đây là dùng trong sự im lặng, nên là hôm nay thì mình sẽ vào đây nhưng mà mình sẽ không có chia sẻ với quý vị được nhiều, tại vì trong này là dùng cơm trong cái sự chánh niệm, sự im lặng ha, nên là Kiên sẽ quay chia sẻ với quý vị cái địa điểm cũng như là quay một số hình ảnh về món ăn thôi, chứ mình cũng không có dám nói nhiều tại vì ảnh hưởng đến mọi người, để mọi người dùng cơm ha quý vị ha. Đó, thì ở đây là có website của Thiền viện Tuệ Quang .vn này, quý vị có thể đến vào trong đó để quý vị có thể là xem thông tin ha quý vị ha. Đó, có Facebook luôn, Thiền viện Tuệ Quang luôn, fanpage Thiền viện Tuệ Quang luôn ha. Rồi giờ Kiên sẽ mời quý vị cùng vào bên trong, chúng ta sẽ tham quan chùa ha. Đây quý vị các bạn, hiện tại thì Kiên đến thì mới 10 giờ thôi, thì buffet chay thì chắc có lẽ là tầm 10 giờ 30 đến 11 giờ thì mới thưởng thức nha quý vị. Đó, thì giờ chúng ta sẽ cùng tham quan một số cảnh chùa ha. Kiên thấy là rất là nhiều bà con, cô bác, anh chị em cũng đến khá là đông ha. Ở đây thì cái bãi giữ xe của chúng ta là cách chỗ chúng ta thưởng thức buffet đó là nó tầm khoảng 100m nhé. Đó. Kính thưa quý vị các bạn, Thiền viện Tuệ Quang tọa lạc số 13 đường Linh Trung, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Đây là một ngôi thiền viện đầu tiên thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nằm ở trung tâm thành phố, là nơi tu theo học sự hướng dẫn của thiền sư Thích Thanh Từ, vị thiền sư chủ trương khôi phục dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đời Trần. Dòng thiền mang đậm sắc thái văn hóa riêng của người Việt Nam. Mặc dù ở khu dân cư đông đúc nhưng với diện tích 6.000m², được bao quanh bởi nhiều mảng xanh, thiên nhiên và sự kết hợp hài hòa của các công trình kiến trúc đậm mà tính truyền thống, đã giúp cho Thiền viện Tuệ Quang toát lên một vẻ xanh mát, hài hòa, thanh thoát, đồng thời trở thành điểm đến tu tập, tham quan của cộng đồng Phật tử và những người yêu mến Phật giáo. Đây quý vị các bạn, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trong cái khu buffet chay ha. Đây Kiên thấy là rất là nhiều món các bạn này. Đây có cơm tấm sườn nướng này, cơm tấm sườn bì chả này các bạn. Đó, ở đây là các sư thầy, các cô chú đã chuẩn bị ở đây ha. Đó, làm rất là sạch sẽ quý vị ha.
Đó, giờ thì quý vị hãy tham quan một số món ở đây đi. Đó. Đây có đồ, cái này là đồ chua, cái này dưa leo. Cái khu cơm tấm. Cái khu cơm tấm này này, nước mắm này. Đó, có cà chua này, mỡ hành này. Đó. Cái này là rau, rau luộc này. Rồi là nước tương này. Bên này là cái món này là món món chay. Nói chung là mình cũng đó, bên này là có món bánh cuốn này các bạn này. Bánh cuốn rồi rau ha. Rồi chúng ta sang bên khu vực bên này. Khu bên này thì có cái này là món mì xào ha. Mì xào này các bạn này. Đó. Và bên này là có món bún này. Này là bún gì á? Bún măng đúng không? Bún măng. Bún măng rau sống này. Đó, đây là nồi nước lèo này các bạn này. Nước lèo này. Bên này là rau thơm, rau rau ăn kèm ha. Rồi bên này là bún thôi. Hay chúng ta sang quầy tiếp theo ha quý vị ha. Quầy này thì cũng có cơm tấm. Đó, sườn bì chả. Cơm tấm sườn bì chả. Đây, sườn, hai quầy đều sườn bì chả hết. Đó. Bên này cũng có rau luộc cũng như quầy bên kia. Bên này là có bánh cuốn, nồi rau ăn kèm cũng như bên kia thôi. Đó. Bên này, cái này là... Đó. Ở đây các bạn thấy là có bánh tét chay này. Đó. Rồi bên này là quầy trái cây này các bạn. Quầy trái cây bên này. Bên này là có dưa hấu này. Rồi bên này là bánh tét, bên này là dưa hấu. Ở đây là cái quầy nước. Bên này là nước với chè là chưa lên nha các bạn. Bên này là có chè này. Đó. Bên này là chè bên này này. Nó cũng khá là nhiều món ha. Và thấy là sắp xếp rất là gọn gàng, sạch sẽ các bạn. Trong một cái khuôn viên rất là rộng rãi và mát mẻ. Rồi quý vị ơi, thì buffet tiền sẽ được tổ chức ở hai nơi, một nơi là phía bên trên cái sân trên và một nơi là phía bên dưới cái tầng hầm ha quý vị ha. Thì vào trong này thì mình hạn chế nói chuyện cũng như là thưởng thức buffet ở trong im lặng nhé. Thì giờ chúng ta sẽ cùng vào tham quan một số món ăn ở đây ha. Thứ hai, vì số lượng
có trường hợp có người trà trộn vào trong này gây mất trật tự và mất đồ đạc. Do đó quý vị vui lòng mình phải giữ kỹ điện thoại, tiền bạc, đồ cá nhân mình giữ kỹ. Đừng vì mình chỉ lo tập trung mình lấy thức ăn mình quên mình để ý để người lạ mà trà trộn hỏi thừa cơ hội. Xin nhắc lại chúng ta phải lưu ý giữ kỹ tiền bạc, điện thoại. Quý vị xin vui lòng chờ chưa bắt đầu, quý vị xin vui lòng chờ trong giây lát chưa bắt đầu, xin quý vị quay trở về vị trí ạ. Những cô chú trên 60 tuổi xin mời trở về vị trí, chúng ta chưa bắt đầu. Để con phổ biến hết nội dung rồi chúng ta cùng thống nhất cùng thực hiện. Đẩy xuống đó, đẩy tôi xuống. Một mực như vậy. Con xin nhắc lại là chúng ta phải để ý điện thoại, tiền bạc, tránh để có chuyện người thừa cơ hội. Và thứ ba, đây là khu vực trải nghiệm thiền, bước về thiền. Do đó chúng ta không nói chuyện, vui lòng không nói chuyện. Con xin nhắc lại, vui lòng không nói chuyện. Chúng ta vui lòng cùng nhau giữ sự thanh tịnh. Một phần thưa quý vị. Vậy con sẽ nhắc lại ba điều. Thứ nhất, những cô chú trên 60 tuổi chúng ta lên lấy trước. Và những cô chú này vui lòng mình lấy vừa đủ thức ăn để người sau không phải chờ đợi và cũng còn thức ăn. Thứ hai, chúng ta phải luôn để ý đến điện thoại, tiền bạc. Thứ ba, dù cho liên lạc. Hôm nay thì Thiền Viện có thay đổi cách bố trí để cho nhiều người được thấy thích ăn hơn. Do đó thì mong quý vị chúng ta, những việc mà dưới 60 chúng ta kiên nhẫn chờ một tí. Và những việc trên 60 thì mình lấy người đủ thức ăn. Và mô phần xin mời tất cả chúng ta cùng thọ trai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn cơm và chuẩn bị đó. Nè, con bà nội ăn cơm hay chị? Thank you.
Quý vị, anh chị, các bạn thân mến, vừa rồi thì hai vợ chồng Kiên cũng thưởng thức buffet tiền ở đây. Phải nói là đồ ăn rất là ngon các bạn ạ. Thì lúc nãy thì hai vợ chồng mình là mình thưởng thức ở phía bên trong. Ở bên này là có hai khu, một khu là phía bên trên, không gian bên trên khuôn viên. Một khu là phía bên dưới hầm. Đó. Thì có hai khu nhé, thì quý vị có thể là thưởng thức khu nào cũng được. Đó. Thì ở đây là buffet tiền nhé. Nên là quý vị mình đi thưởng thức thì mình chỉ có mỉm cười. Đi chậm nói khẽ ha. Hiện tại thì khu nào cũng rất là đông nhé. Phải nói là đồ ăn ở đây thì các sư thầy làm rất là chất lượng, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt rất là ngon các bạn ạ. Đó. Mình ăn mà mình hai vợ chồng mình ăn mà mình cảm nhận là nó ăn hết luôn, không còn một chút nào ha. Rồi. Video đến này là cũng là kết thúc nha quý vị ha. Thì nếu mà quý vị có dịp thì ngày rằm mùng 1 thì quý vị có thể đến đây thưởng thức buffet chay. Nhưng mà đặc biệt là trong năm 2022 thì buffet chay thì nó đã kết thúc rồi. Nếu mà quý vị muốn thưởng thức thì phải đợi sang năm 2023. Tại vì lúc thầy có chia sẻ là năm 2022 là chỉ còn một tháng nữa thôi. Mà một tháng đó thì bên chùa cũng bận tổ chức các nghi lễ nên là không có tổ chức buffet chay được. Nên là mọi người chú ý là chúng ta đầu năm 2023 chúng ta quay lại ha, vào ngày mùng 1 ngày rằm ha. Rồi xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau.